Đang tập làm chủ tịch à? Chán đi ăn trộm ổi rồi, muốn làm chủ tịch rồi. Vừa sạc vừa dùng được mà. Đúng. Chứ sao lại phải như thế nhỉ? Quan tâm đến cái vấn đề tao không biết điện thoại tao là còn bao nhiêu phần trăm nó nhé, để thế để làm gì, để bán được nhiều tiền hơn à? Ôi giời gắm. Thế để xem kiểm tra xem mà điện thoại còn bao nhiêu, chắc còn 70 quá. Thế cái điện thoại của tôi nó ở với tôi nó vất vãi trưởng luôn các bạn ạ. Điện thoại của những đứa khác này nó chỉ lướt TikTok sương sương thôi, điện thoại của tôi phải dựng vlog, phải xuất file suốt ngày, phải edit các thứ suốt ngày cho nó rất là mệt mỏi. Không đặt chi, nhưng mà có thì mình mua thôi. Mình cứ từ từ thôi, mình không vội. Ta thấy bình thường, các bạn thấy dáng nằm của nó kiểu gì, quần ta là vằn. Em bị đau lưng em không nằm em chưa. Cột sống nó bất ổn à? Bất ổn ạ, bất ổn thật. Đau lưng em nhé. Ừ. Dấu hiệu của tuổi tác đấy. Ba tuổi. Mình không bị đau lưng bao giờ nhá. Chị tập thường xuyên. Mặc dù ngồi rất nhiều nhưng mà đốt sống cổ, đốt sống lưng là trộm vía. Chị có bị ngồi ngủ không? Không. Em ngồi ngủ lắm, em hay ngồi cầu lưng lắm. Tao phải mua ghế ngồi ấy. Dạ. Tao phải mua ghế thái công ra ngồi ấy. À. Bắt buộc không thể gù được, ngồi lên cái ghế đấy nó không gù được. Ôi sao em không ngồi nhiều mà đau lưng thế nhỉ? Cột sống em ổn không? Đi tập thể một tháng. Rồi cột sống em ổn không? Co giãn cao mỗi ngày. Vẫn đi tập nhảy. Vâng, tháng cấp 2 buổi. Oh wow, đi với ai ấy? Dạ. Đi với ai? Đây ạ, chị ạ. Tập được bài gì rồi? Tập bài Bing bên ông của bài Blackpink. Rồi buổi đầu tiên đang sung. Xong buổi thứ hai nghỉ thôi, mất nhịp nhảy, mất thuộc rồi. Bài này hát như nào ạ? Gì thế? Kicking the door, win the coco. Không đoạn điệp khúc đi, bài này ta không biết. Mấy cái bình cái đầu tiên là cái đấy nhỉ? Tăng 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 cái gì đây? Đúng rồi. Nà cái gì đấy chị? Đây là gì? Sao đừng bận bản quyền tao mày? Bản quyền. Blackpink bây giờ chỉ hỏi Tú Anh, Tú Linh thôi. Hôm trước nó đọc ra tất cả tên của thành viên nhóm Blackpink mà ôi! Con mình nó đã lớn cái mức nó thích Blackpink rồi á. Vãi cả trưởng. Vãi trưởng. Xong cái fan cũng comment là chị Yến bằng tuổi mẹ em ơ. Hôm mình đã già thế rồi sao? Xong rồi nghĩ lại, ở năm nay sinh nhật để sang tuổi 31 rồi. Thật là vãi trời. Không ai công nhận chị là 31 tuổi cả. Đấy, hai đứa lớn nhanh thôi. Ừ, quay tự nhiên mà mình toàn làm việc cái bọn 2K, 2K2, 2K3 đấy các bạn ạ. Toàn làm việc với trẻ trâu thôi. Trẻ trâu rồi, đây là trẻ trâu rồi. Cái tự nhiên mình tưởng mình trẻ trâu như chúng nó. Tôi đang rất đọc kịch bản đấy. À đây, để tắt điện thoại đi, xem điện thoại còn bao nhiêu phần trăm pin nhá. Nó đỡ, cái ốp nó rơi vào mồm thì nó sẽ đỡ bị đau hơn. Cái này là viền kim loại nó vào mồm á. Ui nhiệt luôn. Điện thoại tôi còn 92% pin các bạn ạ, vẫn bền lắm. Nhưng mà nếu mà rơi vào cái sụ sụt đấy thì nó phải êm hơn là rơi vào thịt chứ. Thì nó, tại vì bình thường là nếu mà rơi mũi chị ra thì nó sẽ rơi vào xương thì sẽ đau đúng không? Nhưng mà em nó rơi vào cái cao su nó bảy tưng. Nó cứ nảy tưng. Nó không phải là cơ thể của mình nó đau gì ạ? Nó không phải cơ thể của mình, nó mới không có dây thần kinh, nó mới không đau. Không có cảm giác gì. Đấy, thế mà rơi điện thoại vào thì không đau đâu. Là đến luôn này. Ừ, nhưng mà nếu mà rơi vào sống mũi là chắc không đau đâu. Không đau gì ạ? Ừ. Vãi cả trường, hốt là hú hồn không? Đánh hội đồng thế thì lần sau mà cảnh đánh thì mình cứ phải bịt thật mặt với mũi vào. Em xin chị em cho cảnh đánh hội đồng chứ đừng đánh. Mày hầu như tập nào mày chả được đánh nó, mày được bạt đầu nó. Đánh nó suốt ngày cả năm xong bây giờ nó đánh mỗi một cái bắt đầu thù, bắt đầu xin lại. Đúng không? Chó,
đau quá man luôn. Chắc là tư thù cá nhân rồi, ghét rồi. Chắc tại chị đánh đầu em nhiều quá em chạy. Suốt ngày đánh vào đầu, đánh vào gáy nó, không sút nó. Đánh nó. Đánh đâu á. Nó vẫn đang rất đọc, nó đọc hết cái đoạn cái kia các bạn ạ, đọc quá. Nhàm chán quá, thật sự không điện thoại là một cái gì đấy đâu. Này, ở góc phòng có tổ kiến ấy, mình ra mình đếm. Đếm. Cẩn thận. Sao bọn này trong phim chưa mà không về? Đâu rồi bọn nó, đâu rồi? Em ở này tôi tưởng. Ta không thấy ở dưới đồng bọn này có một đứa nào ở dưới cả. Nhà sếp. Ừ. Đầu tiên là đi quay con đường. Thế mà nó kêu là nhà ở dưới, tại tưởng nó dưới tầng. Không, dưới tầng thì không. Ừ, nãy bắt đầu rủ nhau đi tu tượng đi. Tu tượng. Bắt đầu chuẩn bị những thảm họa chuẩn bị xuất hiện. Đã. Đẹp chứ, tượng đến giống nhất. Tìm mẫu xong tô. Hôm đó nó tô con thỏ đỏ rực đến như kiểu H5N1 đấy chứ. Đó là thỏ H5N1. Sao lại có thỏ bị bệnh H5N1? Tưởng H5N1 là màu là dịch bệnh gà chứ. À, đỏ như áo gì này. Nó tinh mà con thỏ nó tô cả người luôn. Đây là màu hồng các bạn ạ. Màu hồng. Mình bây giờ bị thỏ bị H5N1 xong rồi màu hồng nó gọi màu đỏ. Cái này gọi là rối loạn ngôn ngữ, gọi là các thứ rồi. Em bọn em chăm chỉ tưởng tượng xong rồi có những các bạn fan nào đến tặng đi mình tặng mọi người. Các bạn ơi, đấy là một tình trạng coi như là tẩu tán sản phẩm về cho đỡ rác nhà đấy. Tao biết mà, mang về nhà chắc mẹ chửi. Với cả chật, rất chật. Thế mỗi lần tô đấy là hết bao nhiêu phút? Ôi, sương sương trung bình tầm 2-3 tiếng. Ái rồi, ôi. Nhưng mà định tâm nó chị giống như đi thiền vậy. Tịnh ăn đi thiền à? Vâng, đi thiền là em ngồi không có chuyện với các cô gì, chỉ ngồi đấy là chỉ tô. Ừ. Hai người nó sẽ không chửi nhau nữa. À, oh, wow. Thế tốn tượng tốn bao nhiêu tiền mà tiền nước thì tốn bao nhiêu tiền? Tiền tượng thì 30-50 một con, nhưng mà tiền nước thì tầm 200-300 nghìn. Đấy, tại vì từng ngồi tận 2-3 tiếng mà mỗi đứa thế nào trả 2-3 cốc. Ngoài nghĩ ra cái trò được ấy, tô tượng bây giờ không phải tô tượng như các cháu đâu các bạn ạ, tô tượng này là cao cấp luôn. Cao cấp luôn. Màu đẹp luôn. Đi tô tượng là một đi thiền. Đi tô tượng hôn nhau và em đi thiền. Đi tô tượng hôn nhau đâu. Hôn nhau á. Từ hai cái tượng nó hôn nhau à. Thế nào chẳng có cái hình đấy. Lên mạng ấy, mình lên mạng xong rồi mình tìm. Mình ví dụ mình tô cái gì thì mình có mix màu ấy. Đúng rồi, kia chị nhìn bảo kia tuyến. Nó không, đấy nó không chú ý gì đâu, bảo sao nó tô xấu. Lên mạng tìm có gì. Ừ. Chứ em lên mạng nhưng cái con đấy em không biết làm nào cả. Con đấy lúc đấy con nhân vật hình cũng chưa gặp bao giờ ấy. Có ngông còn không? Thế tìm cái con nào nó gặp rồi ấy. Thế đấy, em bảo là em kiểu em cho toàn chọn em mà. Ui con này á, nó giống như bình thường quá, chọn con khác biệt. Ôi xấu. Mình sẽ tô theo kiểu tông màu ấy. Tông màu nào mình hay mix của nó hợp với nhau rồi này. Trên kia không biết còn đứa nào nhỉ? Không có cái gì luôn ý. Chắc là cái kiểu cái lông, cái bông á. Cái bông ấy. Bây giờ phải lấy đèn pin xong rồi soi vào trong gương ấy mới được, nó mảnh lắm. Soi ngang mắt nó ra thì cái lông nó hay mắc ở giữa mắt với cả cái chân mi á. Thấy chưa? Chưa thấy. Mày A quá Quỳnh á. A. Rất A đấy. Chị như nào chị? Mày cứ soi. Đây rồi. Đấy, thấy đúng cái lông không? Đúng cái lông không? Đúng cái bông. Mình không phải. Mày thấy đây rồi là mày thấy đây rồi cái gì? Lao thật đấy. À đúng rồi chị ạ, đúng rồi. Ủa mắt nó lộn. Đúng rồi chị ơi, chị giúp nó hộ em. Ta cả. không biết nhúp, ta không nhìn thấy. Chị cầm hộ đây em. Này, nhìn mà chết rồi, mắc mắt con này. Mắt này chết rồi. Chết rồi. Nó là cái lông cái gì ấy? Cái bông nó sẽ có những cái bông rất là mảnh. Hết rồi. Nó sẽ có những cái bông rất là mảnh mà mình soi gương không thì mình sẽ không thấy, nhưng mình phải soi đèn vào thì đèn nó óng ánh cái lông lên thì mình sẽ nhìn thấy. Đúng rồi. Hết rồi. Nó tuyến nó đang ngồi kia nó vào mắt làm sao được? Một người. Thế 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 mấy đứa này đã chọn được màu điện thoại mới chưa? Em thích màu trắng. Trắng. Chị ấy, nếu mà là chị màu xanh màu trắng thì màu gì chị ấy? Chắc màu xanh. Ấy. Trắng xấu. Màu xanh thì người ta màu xanh màu xấu á, màu trắng. Màu xanh. Đấy bắt đầu cãi nhau ấy. Màu trắng cũng đẹp mà mọi người. Màu trắng cũng đẹp với chồng hai. Màu không đẹp.
ăn pita khác. Không, pita khác nha ơi, pita nó là màu trắng đâu. Em có xem năm màu nó xanh màu gì ấy. Ừ, mình còn chưa xem là tất cả những cái màu nó có màu gì cơ. Không, lần để em thấy 14 là chị đặt trước đúng không? Chị thích màu tím. Không, chả đặt trước. Ok. Vừa rồi chúng ta vừa ở tầng 2 thì chúng ta sẽ lên tầng 3 xem còn đứa nào ở đây không. Mở cửa to thế lại. Về hết rồi, không còn một ai. Có nghe thấy âm nhạc. Nhìn chân đoán người. Ai cũng nhìn em, không nhìn ra ai đâu. Lần Ngọc Anh không về à? Em đợi cái tiều quay xong để đi ăn. Ở dưới kia thì bảo là em đợi để đi tô tượng, trong này thì em đợi để đi ăn. Chương trình thì gọi đến đêm luôn. Đến đêm luôn, tô tượng đến 11 rưỡi chị ạ. À? Vãi trưởng. Mấy giờ đến 11 rưỡi? Từ không, đầu tiên là đi làm rồi xong rồi đi ăn này. Ừ. Đi ăn. À đâu, không biết đi thăm Vân Tây. Ừ. Đặc biệt thăm Vân Tây. Thế xong rồi đi thăm Vân Tây là đi ăn từ 8 giờ. Ôi giời ơi. 8 giờ, 9 giờ bắt đầu đi chuyển đi. Thì quán nước, quán rượu, quán rượu. Thật là vãi chồng. 11 rưỡi là đã tô xong chưa? Xong rồi, là tô nhanh để xong. Úi. Chị xem cái story của chị Quỳnh chưa? Cái story hôm chị Quỳnh đăng. Còn một cặp càm nè. Hay còn một cái con này. Ai tô? Đây. Thế Quỳnh nó bảo nó tô. Ủa chị Quỳnh con. Con Doraemon mà. Đúng rồi. Cái con kính cam mà tưởng của Tuyền tô. Con kính cam là của con Tuyền. Ở đây. Ờ rồi xem rồi. Các bạn chuẩn bị đón chờ những siêu phẩm tiếp nha. Rồi đấy, hết rồi, hết rồi các bạn, về hết rồi. Không còn ai cả.